Okay. Alibaba này lại gây án. Cherry, có chuyện gì vậy Candy? Tớ vừa bắt gặp bọn Alibaba, bọn chúng lại vừa gây ra một vụ án mạng. Cậu bọc vào đi. Cậu đây. Căn cứ của Alibaba. Chúng ta phải tiêu diệt bọn Alibaba, không thể để bọn chúng tiếp tục gây tội ác được. Ok. Thank you.
Candy ơi, con bị làm sao vậy? Candy! Candy! Candy ơi! Giết bạn tao!